Bạn đang muốn thu hút người yêu cũ trở về với cuộc sống của bạn và bạn không biết nên làm như thế nào, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người ba cái phương pháp để giúp bạn thu hút người yêu cũ trở lại với cuộc sống của bạn bằng luật hấp dẫn nhé. Và mình sẽ không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem ba cái phương pháp đó là ba cái phương pháp gì nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và cho những ai mới lần đầu tiên xem channel của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hà. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người ba cái phương pháp để giúp bạn có thể thu hút người yêu cũ trở lại với cuộc sống của bạn. Thì cái phương pháp đầu tiên nó gọi là Reverse Letter. Thì nó là như vậy nè. Bạn hãy viết một cái bức thư, mà cái bức thư đó bạn là người viết cái bức thư đó, nhưng mà với danh nghĩa là người yêu cũ của bạn viết cho bạn. Mà nói gì không biết mọi người có hiểu không ta? Nhưng mà nó là như vậy đó. Thì mình không cần biết cái lý do dẫn đến chia tay là gì, có thể là cãi vã, có thể là không hiểu nhau, có thể là hiểu lầm các kiểu. Thì chỉ có các bạn ở trong cái mối quan hệ đó thì bạn mới biết được rằng là cái nguyên nhân, cái lý do chia tay là gì, đúng không? Thì cái phương pháp thứ nhất này á, là bạn hãy viết một cái bức thư dưới cái danh nghĩa là cái người yêu cũ của bạn gửi cho bạn. Thì trong thư á, bạn hãy viết kiểu giống như là họ bỏ qua những cái lỗi lầm đó, hay là nếu như mà họ là người có lỗi thì họ là cái người xin lỗi bạn và xin tha thứ các kiểu. Nói chung là hãy đặt bạn vào cái vị trí của cái người đối phương để viết cái bức thư đó cho bạn, để hàn gắn, để chữa lành cái mối quan hệ đó, để gắn kết lại cái mối quan hệ đó. Thì hãy viết cái bức thư đó với cái ý nghĩa như vậy nhé. Và khi mà bạn viết cái bức thư đó xong rồi á, thì hãy bỏ nó vô bao thư và đi gửi bưu điện y chang giống như là bạn gửi thư cho người khác vậy. Thì tất nhiên là bạn phải để cái địa chỉ nhà bạn nhé, để dưới tên người đó, ví dụ như anh A gửi cho chị B, kiểu giống như vậy. Thì hãy bỏ vào bao thư và dán tem các kiểu, nói chung là làm y chang như là bạn đang gửi một bức thư cho một người ở xa, y chang như vậy, chỉ là dưới cái tên người đó và cái địa chỉ người nhận là bạn. Bạn sẽ nhận cái điều đó và bạn cứ hãy đi gửi bưu điện. Và sau khi mà bạn gửi bưu điện á, thì hãy quên nó đi, đừng có cái kiểu giống như là ngày mai nó tới đúng không ta, hay là ngày mốt nó mới tới, rồi chừng nào nó tới, rồi này nọ. Thì hãy bỏ những cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi nhé. Cái việc của bạn cần làm là viết thư và rồi gửi thư, xong cái nhiệm vụ của bạn đã xong. Còn cái việc nó khi nào nó đến là cái chuyện của nó. Và có thể nhiều bạn nói là mình là cái người viết thư mà, mình biết cái đó là mình viết mà, đâu phải cái người kia viết đâu, thì làm sao mà mình tin đó là sự thật hay là lắp lắp lắp. Thì cái việc ở đây là mình không cần bạn tin cái đó là sự thật hay là không. Cái ở đây là khi mà bạn quên nó đi, bạn gửi cái bức thư đó rồi và bạn quên nó đi, bạn quên cái mất cái sự tồn tại của cái bức thư đó, bạn quên rằng là bạn đã ghi một cái bức thư như vậy á, thì cái việc khi mà bạn nhận thư, khi mà cái lá thư đó đến với bạn á, thì bạn kiểu giống như là sẽ bất ngờ khi mà bạn nhận thư, khi mà bạn quên về nó luôn á, thì tất nhiên là bạn sẽ không mong đợi rồi. Khi nó đến thì tất nhiên bạn sẽ bất ngờ, và khi mà bạn bất ngờ thì bạn cảm giác đó, cái cảm xúc đó đó, mình muốn bạn ở trong cái cảm xúc đó. Bởi vì luật hấp dẫn mà, là nó thiên về cái cảm xúc. Cái cảm xúc bạn bỏ vào như thế nào thì vũ trụ feel được cái đó, vũ trụ cảm nhận được cái đó. Thì cái cảm xúc bất ngờ đó khi mà bạn nhận cái bức thư đó, và khi mà bạn đọc những cái dòng cái chữ mà cái người đó muốn gửi cho bạn, cái điều mà bạn muốn nghe, cái sự hàn gắn, cái sự yêu thương, cái sự bỏ qua những cái lỗi lầm, cái sự mà giải thích hiểu lầm các kiểu, nói chung là những cái gì mà nó là cái vấn đề trong cái cuộc tình của bạn á, thì người kia muốn giải quyết, muốn hòa thuận, muốn gắn kết lại. Thì mình muốn bạn feel cái đó, mình muốn bạn cảm nhận hết những cái cảm giác đó vào người. Và khi bạn cảm nhận cái cảm giác đó thì bạn ở một cái tần số khác rồi, và bạn cảm nhận được cái sự yêu thương, cái tình yêu đó, thì đó là cái cách để giúp bạn có thể thu hút cái người yêu cũ trở về với bạn. Và cái cách thứ hai ở đây là thần giao cách cảm. Kiểu giống như là bạn
tưởng tượng, bạn dùng cái cách tưởng tượng. Và cái tưởng tượng ở đây á, là mình không muốn bạn bỏ cái năng lượng của bạn vào nhé. Khi mà bạn tưởng tượng, bởi vì đối phương là người yêu cũ của bạn, tất nhiên bạn hiểu rõ cái người đó như thế nào, cái cách của họ nói chuyện, cái cách họ bày tỏ cái tình yêu của họ, cái lời nói của họ, nói chung là bạn hiểu họ như thế nào. Thì mình muốn bạn khi mà bạn tưởng tượng thì hãy tưởng tượng cái người đó y chang như vậy, cái cách họ nói chuyện, cái cách mà khi mà hai người giao tiếp, hãy tưởng tượng như vậy. Và đừng có bỏ cái cảm xúc của bạn vào nhé, đừng có bỏ cái năng lượng của bạn vào là ồ bạn nghĩ như thế này, bạn nghĩ như thế nọ. No, hãy tưởng tượng, hãy đi vào cái năng lượng của họ, hãy cảm nhận cái năng lượng của họ chứ không phải cái năng lượng của bạn. Mình không biết mình nói vậy là có quá cao siêu, có quá khó hiểu với mọi người hay là không ta, nhưng mà cái ý của mình là như vậy đó. Thì hãy cảm nhận cái năng lượng của họ, họ như thế nào khi mà họ tương tác với bạn. Hãy cảm nhận, và khi mà bạn cảm nhận cái năng lượng của họ, bạn trở thành cái năng lượng của họ. Đừng có bỏ cái năng lượng bạn vào nhé. Chưa, chưa đến lúc, chưa phải lúc. Hãy cảm nhận cái năng lượng của họ, cái cảm xúc của họ, cái cách họ nói chuyện, cái cách họ hành động như thế nào, cái sự tương tác trong cái mối quan hệ đó như thế nào. Hãy cảm nhận nó, và rồi bạn trở thành nó, bạn trở thành cái tầng năng lượng của họ. Bởi vì bạn muốn thu hút bất cứ cái điều gì mà đến với cuộc sống của bạn á, thì bạn phải ở cái tần số đó, bạn phải ở cái rung động để match với cái điều mà bạn muốn thu hút, đúng không? Kiểu như bạn muốn nghe đài, bạn muốn nghe đài 99.9 đi, mà bạn ở 99.8 thì làm sao mà bạn nghe được cái đài ở 99.9 được. Vì vậy nên cái phương pháp thứ hai này á, nó đòi hỏi bạn phải cảm nhận được cái rung động của người đó, cái tần số của người đó nó đang ở đâu, để bạn có thể đi vào cái tần số đó, để có thể match, để có thể cùng cái tần số với họ. Và rồi khi mà bạn ở trong cái tầng năng lượng của họ rồi á, thì đó là cái lúc bạn bỏ cái ý định của bạn vào. Đó là cái lúc bạn bỏ cái ý muốn của bạn vào. Là bạn muốn người đó quay trở lại với bạn. Và rồi bắt đầu bạn tưởng tượng là hai người hạnh phúc như thế nào. Bạn bỏ cái ý định là ồ, bạn tha thứ cho họ hay là họ tha thứ cho bạn. Nói chung là cái gì dẫn đến cái cuộc chia tay đó thì hãy giải quyết nó ngay tại khúc đó. Bỏ cái cảm xúc bạn vào. Hai người hạnh phúc như thế nào, vui vẻ như thế nào khi mà nói ồ em bỏ qua cho anh bỏ qua cho em, các kiểu chúng ta hiểu nhau, giải quyết cái hiểu lầm đó tất tần tật, thì hãy, thì lúc đó là cái lúc để bạn bỏ cái ý định của bạn vào, cái ý muốn của bạn vào, cái điều mà bạn muốn thu hút trở về với cuộc sống của bạn, thì hãy bỏ nó vào nhé. Và cái điều thứ ba là cái điều rất rất là đơn giản, đó là pillow technique. Thì trong một cái video mà thu hút tiền với Master Sri Akashana thì mình cũng đã nói về cái pillow technique này, có nghĩa là phương pháp chiếc gối. Thì cái việc bạn cần làm rất rất là đơn giản, cái phương pháp này nó đơn giản hơn hai cái phương pháp trước rất là nhiều. Thì cái việc bạn cần làm là trước khi mà bạn đi ngủ thì hãy nhìn cái tấm hình của bạn và cái người đó, hoặc là nhìn tấm hình của người đó không cũng được, hoặc là nhìn tấm hình mà cả hai người chụp chung cũng được, hạnh phúc vui vẻ cái kiểu đó, thì hãy nhìn cái tấm hình đó. Bạn cứ nhìn và rồi bạn cứ nhắm mắt, và bạn cứ nhìn, bạn cứ nhắm mắt, thì bằng cái cách như vậy á, nó sẽ đi sâu vào cái tiềm thức của bạn. Thì khi mà bạn ngủ á, cái tiềm thức của bạn nó vẫn làm việc, nó vẫn thu hút cái người đó về với bạn, nó hoạt động đằng sau cánh gà kiểu giống vậy, cái việc các bạn chỉ là ngủ thôi. Thì hãy cứ nhìn, nhìn và nhắm, nhìn và nhắm, nhìn đến nỗi mà ngủ gục hồi nào không hay cũng được luôn, thì cứ nhìn, nhìn đến khi nào mệt thì thôi. Và khi mà mình bạn nhìn đủ rồi, bạn nhìn kiểu giống như là ồ đến giờ là phải đi ngủ rồi cái gì, thì hãy đặt nó ở dưới chiếc gối của bạn. Và đó là cái cách mà cái tiềm thức của bạn làm việc cho bạn trong khi mà bạn đang ngủ. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay. Và nếu như bạn cảm thấy thích và cảm thấy video của mình có giá trị thì hãy nhấn nút like và comment ở bên dưới, chia sẻ cho mình biết cái kinh nghiệm của bạn, hoặc là khi mà bạn thực hành và có kết quả thì hãy quay lại comment cho mình biết với nhé. Và đừng quên nhấn nút subscribe và nhấn luôn cái chuông nho nhỏ bên cạnh để mỗi khi mà mình ra những cái video mới thì bạn sẽ được xem ngay và luôn. Và cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã xem video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Thank you.